Poking bất ngờ dè dặt thừa nhận điều đáng xấu hổ trước trận gặp Brunei, người hâm mộ Đông Nam Á hả hê. Chỉ còn 2 ngày sau khi World Cup kết thúc, AFF Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh với các trận đấu đầu tiên của bảng A. Ở lượt trận khai màn, Campuchia sẽ tiếp đón Philippines trong khi Thái Lan sẽ làm khách của Brunei. Đội tuyển Thái Lan đang là nhà đương kim vô địch AFF Cup, chính vì thế thầy trò huấn luyện viên Poking đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng. Tuy nhiên, so với giải đấu diễn ra cách đây một năm trên đất Singapore, những chú voi chiến đã thay đổi. Những ngôi sao hàng đầu của bóng đá như là Suvarchok, Thanawat và đặc biệt là Charathip đều vắng mặt do đang thi đấu ở nước ngoài. Trong đó, việc thiếu vắng thủ quân Charathip khiến cho người hâm mộ nghi ngờ về khả năng bảo vệ thành công trước vô địch của đội tuyển Thái Lan trong một giải trước. Tiền vệ này chính là linh hồn và là nhân tố quan trọng. Tại vòng bảng, Thái Lan nằm cùng với Indo, Philippines, Campuchia và đội tuyển Brunei. Việc chỉ phải đụng độ với đối thủ đánh giá là yếu nhất bảng sẽ là cơ hội để cho đoàn quân của Poking có một sự khởi đầu như mơ tại AFF Cup 2022. Không những vậy, kể từ giữa năm 2022 khi mà Thái Lan để thua Việt Nam trong trận chung kết SEA Games, vì huấn luyện viên Poking luôn phải đối diện với án treo sa thải. Trước đó, cựu vị huấn luyện viên U23 Thái Lan là ông Simaka đã phải từ chức sau khi áp lực rất lớn. Hay mới đây, cựu vị huấn luyện viên U19 Thái Lan, ông Gachia thì cũng đã không ký hợp đồng với FAT, một phần là bởi áp lực thành tích quá lớn. Như vậy có thể thấy là chỉ có ông Poking yếu thế trong một năm đầy sóng gió của bóng đá Thái Lan và chỉ cần những kết quả không tốt tại AFF Cup 2022, huấn luyện viên Poking hoàn toàn có thể nối gót các đồng nghiệp rời xa vai trò huấn luyện viên của Thái Lan. Không chỉ có những áp lực chủ quan, việc đội bóng đang mạnh lên trong mỗi giải đấu cũng khiến cho Thái Lan nhanh chóng bị suy yếu. Đó cũng là lý do vì sao ông Poking dành sự tôn trọng cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam hiện tại đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA. Ngoài ra, các cầu thủ của họ thì cũng luôn thi đấu với một tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia giàu kinh nghiệm như Thái Park, đội tuyển Việt Nam thật sự là một đối thủ đáng gờm. Điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam đó chính là lối đá phòng ngự chặt chẽ nhưng luôn biết cách chuyển đổi trạng thái và có những tình huống phản công nguy hiểm. Họ đã hội quân khá sớm từ hơn một tháng và đây là một lợi thế không hề nhỏ. Đội tuyển Việt Nam chắc chắn vẫn sẽ thi đấu cực kỳ điềm tĩnh. World Cup 2022 đã kết thúc, lúc này mọi sự tập trung của bóng đá Thái Lan dồn cho AFF Cup. Đội đã lên đường sang Brunei và bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Phải nói rằng đây là một sân chơi duy nhất mà Thái Lan còn là đương kim vô địch và hẳn nhiều người cũng nghĩ rằng đó là một giải đấu cuối cùng mà chúng ta có cơ hội thành công, vớt vát lại trong một năm nhiều nỗi buồn với bóng đá Thái Lan. Vì trong năm 2022 vừa qua, các đội tuyển Thái Lan đã không thể đáp ứng được như kỳ vọng. Một loạt thất bại từ sân chơi trẻ cho tới đội tuyển quốc gia khiến cho người hâm mộ mất đi niềm tin. Họ, các cầu thủ, đang có cơ hội vực dậy và nuôi dưỡng niềm tin nơi người hâm mộ khi mà ra sân chơi AFF Cup. Nhưng xem ra cơ hội ấy là mong manh khi đội tuyển Thái Lan đến với giải trong vô vàn sự hoài nghi. Liệu có phải vì thiếu một nhân vật chính đang thi đấu ở J-League mà quá trình chuẩn bị bao gồm các trận giao hữu đã diễn ra tệ hay không? Đặc biệt là trận gần nhất Thái Lan đã để thua 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Đó là một thất bại lịch sử, ngay cả khi chúng ta có thể gọi là một bài kiểm tra, một buổi thử nghiệm xoay tua các cầu thủ hay bất kỳ thứ gì đi nữa. Chỉ biết rằng kết quả đó làm nản lòng người hâm mộ. Thật khó để chấp nhận, chúng ta đã gục ngã trước một đội tuyển yếu hơn rất nhiều, với 9 trận liền trước đó chỉ thua và thua. Ở thời điểm này, trái bóng AFF Cup chưa lăn nhưng người hâm mộ đã tỏ ra thờ ơ với đội tuyển của họ. Họ không mạo hiểm với tiền bạc hay là bản quyền tốn kém. Các tập đoàn khu vực tư nhân thì cũng không dám mạo hiểm đầu tư, trông chờ hy vọng cơ quan quản lý thể thao Thái Lan thì xem ra là khó. Nếu không có mệnh lệnh hay chính sách từ chính phủ, chúng ta sẽ không thể xem AFF Cup. Nhưng có lẽ người hâm mộ cũng không quá buồn nếu như mà không được xem trực tiếp giải đấu vì lúc này sự thờ ơ đang lấn át hy vọng. Bây giờ chỉ có kết quả mới giúp đội tuyển Thái Lan có thể vực dậy niềm tin. Càng thắng nhiều, càng thắng liên tục, át niềm tin sẽ đến. Tờ Sun Sport khẳng định AFF Cup 2022, giải đấu khai mạc vào ngày 20 tháng 12, nhiều khả năng không được phát sóng tại Thái Lan, bất kể đây là quốc gia đang là đường kim dự cúp, có nhiều lý do dẫn tới vấn đề này. Đầu tiên là tiền bản quyền truyền hình đã bị hết giá cao gấp đôi, khiến cho các đơn vị phát sóng của Thái Lan không thể liều lĩnh. Năm 2021, đài Channel 7 của Thái Lan cũng đã sở hữu bản quyền AFF Cup. Nhưng năm nay, hợp đồng của họ với Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã kết thúc và nếu muốn gia hạn thì họ phải trả gấp đôi. Hai bên đã chấm dứt việc thương lượng gia hạn. Giá trị vốn đã cao hơn trước, lại diễn ra ngay sau World Cup 2022, khiến cho người hâm mộ bóng đá no nê nên sức hút của AFF Cup đã giảm.
Thái Lan kêu gọi khối kinh tế tư nhân chung tay mua bản quyền truyền hình. Song, nhiều tập đoàn tư nhân vừa thoát khỏi ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên họ vẫn phải thận trọng trong chi tiêu. Và cuối cùng, không thể phủ nhận sức hút của đội tuyển Thái Lan. Trong lòng người hâm mộ đang dần nguội lạnh vì những thành tích yếu kém tại Asian Cup với các đội tuyển trẻ U16, U19 và U23 thi đấu đều tệ. Sự hâm mộ bóng đá trong nước đang sáng suốt thấy rõ và được thể hiện qua việc lực lượng đến cổ động viên đã giảm đi rất nhiều so với những năm trước. Phong độ của đội tuyển quốc gia cũng không được tốt kể từ khi đăng quang AFF Cup 2020, bóng đá Thái Lan hầu như đi đùi. Tốt nhất là chỉ có một tấm huy chương bạc SEA Games 2021 và bị coi là kết quả không đạt chỉ tiêu. Trong khi đó, bóng đá trẻ liên tiếp thất bại. Với những phân tích như trên thì có thể thấy niềm tin ở người hâm mộ xứ sở chùa vàng đang sụt giảm, giảm tới việc các nhà đài khó chi một khoản lớn để mua bản quyền. Và rất có thể thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1 vừa qua sẽ là một quyết định khiến cho tất cả ngừng ý định đưa trận đấu AFF Cup về với người dân Thái Lan. Bên cạnh Thái Lan thì còn có một đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm nay, đó chính là Indo. Một chút tiếc nuối dành cho vị huấn luyện viên Shin khi mà ông không thể triệu tập những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn rất tự tin. Lứa cầu thủ U23 mà huấn luyện viên Shin bồi dưỡng trong suốt hơn 2 năm qua đã vượt bậc. Bước vào kỳ AFF Cup 2022, đội tuyển Indo có một đội hình trẻ nhưng khá dày dặn kinh nghiệm. Ngoài ra, trong danh sách đội bóng xứ Vạn Đảo tập trung cho giải đấu, còn có cái tên Sori Ahmad, trung vệ 30 tuổi từng thi đấu tại Premier League, trải qua nhiều cấp độ ở đội tuyển trẻ Tây Ban Nha. Sau nhiều giải đấu chuyền lửa, truyền thông Indo tin rằng AFF Cup 2022 sẽ là một thời điểm chín muồi để cho thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-jung hướng tới một chức vô địch trong khu vực lần đầu tiên. Bên cạnh đó, bảng A còn có sự góp mặt của Philippines, một đối thủ đáng gờm. Trong giai đoạn thành công của chiến lược đưa hàng loạt các cầu thủ ăn tập tại châu Âu, đội tuyển Philippines đã lên kế hoạch một lực lượng ở AFF Cup nhiều lần góp mặt ở bán kết, nhưng ở giải đấu gần nhất thì họ đã phải ra về ngay từ vòng bảng. Kể từ sau đó thì đội tuyển Philippines đã liên tục sa sút. Nỗi thất vọng của người hâm mộ lên đỉnh điểm khi đội bóng này thua 0-4 trước Palestine ở vòng loại Asian Cup 2023. Hướng tới AFF Cup 2022, đội tuyển Philippines đang rất khát khao lấy lại vị thế của mình. Trận giao hữu cuối cùng trước ngày khai mạc thì họ đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể khi mà khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp nhiều rắc rối và chịu thua 0-1 bởi bàn thắng phút 90+2 của Văn Quyết. Sau khi kết thúc vòng bảng, hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ thi đấu bán kết và sau đó là chung kết theo thể thức sân nhà sân khách hai lượt trận. Trận đấu sẽ kết thúc với trận lượt về tổ chức vào ngày 16 tháng 1 năm 2023.